Tập 36. Công thần như thế, quả nhân đâu thể tùy tiện phế truất hay hãm hại ông ấy. Thần thiếp cảm thấy Lăng Triển công cao lấn át cả chủ. Cho dù như vậy, quả nhân nghĩ vẫn có thể nhân nhượng. Vậy Lăng Triển phản đối, bệ hạ không lập Hy Khang làm thế tử nữa. Quả nhân không có ý đó. Thế này đi, ngày mai trên triều, quả nhân sẽ tuyên chỉ để văn võ bá quan nghị bàn về việc lập thế tử. Văn võ bá quan đều nghe theo lão giả Lăng Triển, nghị bàn thì có tác dụng gì chứ? Không đâu, ngày mai quả nhân sẽ thể hiện thái độ rõ ràng hơn. Hơn nữa, trong triều có một số đại thần vẫn để ý sắc mặt của quả nhân. Vậy thì thử xem. Nhưng dù sao, thần thiếp cũng không thấy có chút hy vọng gì. Lam Ân, ngươi đi chuyển chỉ đi. Nói rõ buổi chầu sáng mai sẽ nghị bàn về việc thay đổi thế tử. Sau đó tìm vài đại thần thân cận, đánh tiếng với họ trước, nói rõ ý của quả nhân. Bệ hạ, nô tài và các đại thần đó không thân thiết lắm. Lúc này rồi mà ngươi còn chưa chịu lật bài ngửa với quả nhân à? Thôi mau đi đi. Tuân chỉ. Không biết buổi chầu sáng mai nhóm của Khuông Kiệt có phải đối thủ của Lăng Triển không? Bệ hạ, cho phép nô tài được nói vài câu. Đại Tư Mã và Lam Công Công tuy lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của tướng quốc. Bệ hạ, Lăng tướng quốc là nguyên lão ba triều, rất có uy tín. Hơn nữa, còn được sự ủng hộ của các đại thần. Trong buổi nghị sự ngày mai, Đại Tư Mã chỉ e là lành ít dữ nhiều. Quả nhân đường đường là vệ vương, muốn lập con trai mình làm thế tử, lẽ nào lại khó thế sao? Bệ hạ, buổi nghị sự ngày mai cũng không hẳn là không có tác dụng. Bệ hạ có thể ném đá dò đường, xem phản ứng của văn võ bá quan, xem ai đứng về phía Đại Tư Mã, ai đứng về phía tướng quốc. Đến lúc đó, các đại thần ủng hộ Đại Tư Mã sẽ được phong thưởng, còn những đại thần đứng về phía tướng quốc sẽ bị chèn ép. Đến lúc đó, gió sẽ đổi chiều. Các đại thần ủng hộ Đại Tư Mã ngày càng đông lên, thì bệ hạ muốn làm việc gì tất sẽ như nước chảy thành sông. Nói có lý. Con lên thay cha, có gì phải tranh luận nữa. Ngồi vị thế tử có liên quan đến nền tảng xã tắc, tùy tiện phế lập đúng là chuyện vô căn cứ. Thế tử bảo sao nghe vậy ngốc nghếch chậm chạp, sao có thể giao sang sơn đại vệ cho nó? Thế tử Thư Kiệt vẫn chưa đến tuổi học hành, sao không biết là thế tử ngốc nghếch? An Lạc Hầu Hy Khang tư chất thông minh mới là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị thế tử. An Lạc Hầu mới có 3 tuổi, sao không dám nói chắc là nó giỏi hơn Thư Kiệt? Ta thấy An Lạc Hồng giỏi hơn. Ông là đồ bất trung bất nghĩa. Ta thấy An Lạc Hồng giỏi hơn đấy. Ông chỉ vì lợi ích cá nhân của ông thôi. Ta là muốn bảo vệ Giang Sơn đại vệ. Thật là vô lý. Sao có nhiều đại thần ủng hộ Lăng Triển thế? Những ai ủng hộ Lăng Triển, nô tài đã ghi lại hết rồi. Thế những ai ủng hộ Khuông Kiệt? Có ngự sử Triệu Vũ, đô úy Lý Giáp, còn cả kỵ đô úy Tống Hỷ. Truyền chỉ phong Triệu Vũ làm ngự sử đại phu, tăng thêm một cấp cho Lý Giáp, Tống Hỷ phong làm kiêu kỵ hiệu úy. Tuân chỉ. Ủng hộ Lăng Triển có những ai? Có Đại Quốc Cữu, thiếu phó Quách Hồng,
còn có Hàn Kỳ miễn chức Quách Hồng. Còn về Hàn Kỳ, thái độ của hắn là quyết liệt nhất, còn đòi giết Khung Kiệt. Niệm tình hắn trung thành như vậy, cho hắn đến trông coi lăng tẩm của Tiên Vương. Còn về Đại Quốc Cữu, bảo ông ấy tự viết đơn từ chức, về quê dưỡng lão. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ, như thế thì những người ủng hộ Đại Tư Mã sẽ càng nhiều hơn. Kế này là do Ninh An nghĩ ra. Lam Ân, sau này ngươi cũng phải chịu khó học hỏi Ninh An. Học, học. Nô tài biết rồi. Ninh An, người chải tóc dễ chịu lắm. Nương nương, trước đây nô tài chuyên chải tóc cho Thái Hậu. Nô tài hy vọng sau này vẫn có thể chải tóc cho Tử Yên Thái Hậu. Thái Hậu, khi Khang Điện Hạ lên làm vệ vương, vậy nương nương sẽ thành Thái Hậu còn gì. Nói hay lắm. Có điều, đám thất phu mà đứng đầu là Lăng Triển đều phản đối lập Hy Khang làm thế tử. Nương nương, đại tướng quân Thủ Ích trấn thủ biên quan, nắm giữ trọng binh, đức cao vọng trọng. Nô tài nghĩ nương nương nên nói với bệ hạ triệu đại tướng quân về kinh báo cáo công việc, sau đó ám thị cho đại tướng quân ủng hộ An Lạc Hầu. Nếu đại tướng quân đồng ý lập thế tử mới thì các đại thần tự khắc sẽ không dám nói gì nữa. Vậy nếu Lăng Triển vẫn phản đối thì sao? Nếu ba quan văn võ đều đồng ý thì đến lúc đó một mình Lăng Triển chẳng làm nên trò trống gì. Cho dù ông ta phản đối cũng chẳng ích gì. Đầu Thủ Ích đang nghĩ gì? Bệ hạ, đúng là Tử Yên không biết trong đầu Thủ Ích nghĩ gì. Nhưng có một điểm Tử Yên có thể khẳng định, Thủ Ích quyết không đứng về phía Lăng Triển. Tại sao? Bệ hạ quên rồi sao? 2 năm trước, Thủ Ích muốn cất nhắc đệ đệ của mình là Thủ Khiêm làm thống lĩnh cấm quân kinh thành thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của tướng quốc. Nàng không nói thì đúng là quả nhân quên thật. Vì thế đại tướng quân trở về nhất định có thể kiềm chế Lăng Triển. Được, ngày mai quả nhân sẽ truyền chỉ triệu đại tướng quân Thủ Ích về kinh. Đến lúc đó bệ hạ thuận nước xong thuyền, phong Thủ Khiêm làm thống lĩnh cấm quân. Nghe nói Thủ Khiêm cũng có công dẹp phỉ ở Khang Thành, nếu thăng hắn làm thống lĩnh cấm quân cũng coi như là nể mặt đại tướng quân Thủ Ích. Bệ hạ anh minh. Triệu đại tướng quân về. Xem ra bệ hạ đã cảm nhận được hai chúng ta không đối phó nổi Lăng Triển, nên triệu đại tướng quân về để nâng cao sức mạnh. Lão phu vì chuyện này gần như trở mặt với văn võ bá quan trong triều. Giờ cho triệu Thủ Ích về để hắn giành công đầu, vậy chẳng phải chúng ta uổng công à? Kế này là do tên Ninh An nghĩ ra. Chúng ta bỏ ra bao công sức rồi để tên tiểu tử Ninh An lợi dụng sơ hở giành công đầu, nghĩ đến mà ta thấy bốc hỏa. Tên tiểu nhân lật lọc. Theo lý mà nói, Ninh An từng hầu hạ bá nhan ở Bạch Địch, đáng lẽ bệ hạ phải cảnh giác hắn. Không ngờ giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách giải thích với đại tướng quân thế nào. Giải thích gì chứ? Nghĩ xem, chúng ta là đồng minh công thủ, giờ chúng ta lại giấu đại tướng quân ủng hộ lập Hy Khang làm thế tử, kết quả vẫn chưa thành. Chuyện này để đại tướng quân biết được, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Đại Tư Mã nghĩ thật chu đáo.
Giờ chúng ta phải nghĩ xem nên giải thích với đại tướng quân thế nào. Bệ hạ triệu ta về kinh nghị bàn, có vẻ là về việc lập thế tử. Khốn kiếp! Đệ ở nơi khỉ ho cỏ gáy Khang Thành này đã 2 năm, năm nào cũng phải xuất binh tiêu diệt thổ phỉ, nhiều lần lập công, nhưng bệ hạ vẫn không chịu thăng chức cho đệ. Giờ lại phong đệ làm thống lĩnh cấm quân, rõ ràng là muốn huynh đứng về phía Hy Khang trong việc lập thế tử. Từ xưa quân vương hối lộ thần tử là việc hiếm gặp. Thế đệ nói xem ta phải làm thế nào? Chúng ta đương nhiên phải đứng về phía Hy Khang. Nếu như Thư Kiệt thành vệ vương thì triều đình sẽ là của cha con Bá Kiến. Nhưng đại ca, đệ nghĩ huynh nên thận trọng. Chỉ cần huynh chưa tỏ thái độ thì cả hai bên đều phải cầu cạnh huynh. Đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta có thể chờ giá cao. Đáng hận nhất là Lam Ân và Quang Kiệt đã thống nhất là đồng minh công thủ, vậy mà giấu ta ủng hộ Hy Khang. Tiếc là hai người đó làm việc không đến nơi đến chốn. Bệ hạ mới phải triệu ta vào kinh. Bệ phải cho chúng một bài học. Lần này chúng ta không những kiếm được cái chức thống lĩnh cấm quân, mà còn có thể dạy cho Khuông Kiệt và Lam Ân một bài học. Quan trọng nhất là chiếm được lòng tin của bệ hạ. Tức là lần này chúng ta về kinh là một mũi tên trúng 3 mục đích. Đúng vậy. Nói hay lắm. Huynh nói gì? Bệ hạ muốn thay đổi thế tử? Cha ta nhờ ta nhắn lại, ý của bệ hạ là muốn lập Hy Khang làm thế tử. Nhưng muội nhớ nương nương từng nói, lúc bệ hạ đăng cơ đã từng hứa với Thái Hậu là cho dù thế nào cũng không thay đổi việc lập thế tử. Tại sao bây giờ bệ hạ lại đổi ý? Ngốc cả, ai mà chẳng hy vọng con trai của mình làm thế tử, sau này kế thừa vương vị. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ta nói với muội là muốn muội nhanh chóng nói với Thái Thượng Vương để tìm ra đối sách. Cha nói với ta, sự việc đến nước này, thái độ của bệ hạ về việc lập thế tử đã rất rõ ràng. Tất cả những ai đứng về phía cha ta đều bị phạt giáng chức, còn những ai đứng về phía Khuông Kiệt thì được phong quan, ban thưởng. Hơn nữa, bệ hạ còn điều đại tướng quân thủ ích về kinh thành. Trước khi về kinh, bệ hạ đã phong đệ đệ của ông ấy làm thống lĩnh cấm quân. Tình hình hiện nay đã rất rõ ràng. Ý huynh là bệ hạ muốn lôi kéo đại tướng quân Thủ Ích. Thủ Ích là tấm gương của các võ tướng, rất có uy tín trong quân đội. Giờ Khuông Kiệt lại kết bè kết cánh, cô lập cha ta. Cộng thêm trong triều có Lam Ân, trong cung có Tử Yên, bọn họ phối hợp với nhau. Cha ta dù có cách gì cũng khó mà đảm bảo vị trí của thế tử Thư Kiệt. Đầu đất, muội hiểu rồi. Giờ muội sẽ về nói với Thái Thượng Vương để sớm nghĩ ra đối sách. Mau đi đi. Cẩn thận nhé. Những gì Lăng tướng quân nói, Thủ Ích, Khuông Kiệt, Lam Ân, Tử Yên liên kết lại, đằng sau còn có Trọng Hào chống lưng, e là tướng quốc đại nhân không địch lại nổi. Ngôi vị thế tử của Thư Kiệt khó mà đảm bảo được. Cứ tưởng rằng Thái Thượng Vương chỉ tạm thời chịu chút thiệt thòi, vì dù gì Thư Kiệt cũng là thế tử. Sau này Thư Kiệt kế vị, Thái Thượng Vương cũng coi như khổ tận cam lai. Nhưng ai ngờ Trọng Hào lại vô liêm sỉ như vậy, nói lời nuốt lời, muốn thay đổi thế tử. Thật là vô lý. Nếu thế tử thay là Hy Khang thì e là đến cơ hội cuối cùng của Bá Kiến cũng không còn nữa. Thái Thượng Vương, Thái Phó, giờ chúng ta còn cách gì không? Giờ chúng ta bị giam lỏng trong cung Nam Hoa, không thể hỏi chuyện triều chính. Trong triều chỉ có một mình tướng quốc, e là lực bất tòng tâm. Giờ điều ta lo lắng nhất là nếu tướng quốc cứ kiên quyết đến cùng thì sẽ gặp bất lợi.
Tuy Trọng Hào ích kỷ, nhưng cũng biết trong triều đình không thể không có Lăng Triển. Nhỡ Thư Kiệt mất ngôi vị thế tử thật, thì điều ta lo ngại nhất chính là tính mạng của Thư Kiệt. Có thể bảo toàn không? Sao cơ? Ai có thể chấp nhận một thái tử bị phế truất chứ? Cho dù Trọng Hào không hạ độc thủ với Thư Kiệt, nhưng ai có thể đảm bảo Tử Yên, Lam Ân và cả Hy Khang ngày một khôn lớn rằng bọn họ sẽ tha cho Thư Kiệt? Vậy phải làm thế nào? Bà Kiến, chúng ta không thể dương mắt nhìn Thư Kiệt bị hại. Ta thật vô dụng, là phụ thân mà không bảo vệ được con trai mình. Thái Thượng Vương, đừng sốt sắng, đợi thần nghĩ cách làm thế nào giữ được tính mạng của Thư Kiệt. Phải đấy, Thái Thượng Vương đừng quá lo lắng, nô tỳ cũng sẽ nói với Lăng Phong để nhờ tướng quốc đại nhân chăm sóc thế tử Thư Kiệt. Giờ ta lo Tôn phu nhân vốn yếu đuối, nếu chuyện này mà đến tai cô ấy, ta sợ cô ấy không chịu nổi. Thiếp sẽ dẫn Uẩn Nhi vào cung thăm cô ấy và Thư Kiệt. Được, nàng nói với Tôn phu nhân tuyệt đối không được cuống lên. Có chuyện gì ta và thái phó sẽ nghĩ cách. Tôn phu nhân, Thái Thượng Vương hậu, muội cứ nghĩ tỷ không đến. Xin Thái Thượng Vương hậu hãy cứu Thư Kiệt. Tôn phu nhân, đừng sốt ruột. Bá Kiến đã biết việc này rồi. Giờ Bá Kiến và Thái Phó Tiền Hiền đang nghĩ cách cứu Thư Kiệt, nên muội đừng lo lắng. Phu nhân yên tâm, trong triều còn có tướng quốc đại nhân mà. Ông ấy nhất định sẽ liều mình để bảo vệ thế tử. Doanh Châu, muội định đến nói với Tử Yên, chúng ta có thể không cần ngôi vị thế tử, chỉ xin bọn họ cho Thư Kiệt một con đường sống. Muội sợ lắm, ngày nào muội cũng phải nếm thử thức ăn của Thư Kiệt. Muội thật sự rất sợ Tử Yên sẽ gây bất lợi cho Thư Kiệt. Tôn phu nhân, cẩn thận là đúng, nhưng giờ đang là lúc then chốt. Nếu lúc này mà Thư Kiệt có chuyện gì, Tử Yên khó tránh khỏi bị tình nghi. Cô ta không ngốc đến mức đó đâu, cho nên tạm thời Thư Kiệt sẽ không có gì nguy hiểm. Muội đừng quá lo lắng. Vậy thì tốt. Giờ muội phải bình tĩnh, không được cuống lên. Tất cả mọi người đều cố sức để bảo vệ Thư Kiệt. Muội hãy yên tâm. Doanh Châu, trước đây muội đối xử với tỷ như vậy, tỷ không hận muội ư? Nói gì thế? Chúng ta vẫn là tỷ muội tốt mà. Uẩn Nhi, ta có lỗi với ngươi. Phu nhân đừng nói vậy. Giờ chẳng phải nô tỳ vẫn mạnh khỏe đấy thôi. Phu nhân đừng như vậy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Mẫu hậu, Doanh Châu đến thăm mẫu hậu đây. Bá Kiến có khỏe không? Bá Kiến rất khỏe. Mẫu hậu yên tâm. Hôm qua Tiên Vương lại báo mộng cho ai ra. Tiên Vương nói Trọng Hào và Tử Yên đối xử với Bá Kiến như vậy. Ông ấy ở trên trời biết hết. Tiên Vương còn nói bọn chúng sẽ sớm bị báo ứng. Tiên Vương nói không lâu nữa Bá Kiến sẽ đoạt lại được vương quyền. Đến lúc đó, Ai Gia vẫn là Thái Hậu, con là Vương Hậu, Thư Kiệt là Thế Tử.
cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Tiền Vương nói đúng, vì thế mẫu hậu phải giữ gìn sức khỏe, nhất định sẽ có ngày đó. Mẫu hậu, cả nhà ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Ai ra nghe được lời đồn Trọng Hào muốn phế Thư Kiệt, Lý Hi Khang làm thế tử, chỉ là lời đồn thôi. Doanh Châu, con nhất định phải bảo vệ Bá Kiến và Thư Kiệt. Thần thiếp sẽ làm vậy. Tiền Vương còn nói rất nhớ Ai Gia. Không lâu nữa Ai Gia sẽ đến hầu hạ Tiên Vương. Mẫu hậu đừng nói vậy. Thật ra Ai Gia muốn đến với ông ấy từ lâu rồi, chỉ là không yên tâm về Bá Kiến. Mẫu hậu, mẫu hậu, lập tức treo biển đóng cửa không tiếp khách. Nói là bản tướng trên đường về kinh thì gặp phong hàn, ai đến cũng không tiếp. Khương Kiệt đại nhân và Lam Ân công công đến cũng không tiếp. Không tiếp ai cả. Rõ. Hai vị đại nhân dừng bước. Chúng ta có việc gấp, muốn cầu kiến đại tướng quân, phiền thông báo một tiếng. Tướng quân trên đường về kinh thì gặp phong hàn, giờ đóng cửa không tiếp khách. Ngay cả bọn ta cũng không gặp, không gặp ai cả. Xem ra đại tướng quân giận chúng ta thật rồi. Vậy phải làm thế nào đây? Chúng ta vẫn phải dựa vào đại tướng quân. Thế này đi, chúng ta đợi ở đây, chờ ông ấy ra. Đợi. Thank you.
Bản tướng muốn đến quân doanh xem thế nào, chuẩn bị ngựa. Vâng, đại tướng quân, đại tướng quân. Võ Đình Hầu, đại tư Mã và Lam Công Công. Chúng tôi ở đây đợi ngài cả buổi rồi. Tại sao không báo? Chúng tôi nghe nói tướng quân không được khỏe, nên không dám làm phiền. Hai vị đại nhân, mời vào trong nói chuyện. Võ Đình Hầu, trong thời gian ngày đi, lão giả Lăng Triển ức hiếp hai chúng tôi rất thê thảm. Đúng vậy, bất đắc dĩ mới nghĩ ra chiêu lập thế tử mới. Thời gian cấp bách, chưa kịp thương lượng với Võ Đình Hầu, mong ngài thông cảm. Lúc mới liên minh đã nói là tổn thất cùng chịu, vinh hoa thì cùng hưởng. Bản tướng rời kinh mới vài ngày, sao hai vị đại nhân đã làm trái lời thề? Đại tướng quân, có câu nói thế này: có người đóng vai anh hùng thì cũng phải có kẻ đóng tiểu nhân. Tôi và đại tư Mã đóng vai tiểu nhân, giờ chỉ đợi đại tướng quân đứng ra đóng vai anh hùng. Nếu lúc đó ngài cũng ở đây, bệ hạ bắt ngài bày tỏ thái độ, thì bây giờ đã không có đường nào để xoay sở. Vậy chẳng phải sẽ tồi tệ hơn sao? Hai người nghĩ thật chu đáo. Nói thật, bản tướng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, nên không tính toán với hai vị về việc này nữa. Sau này chúng ta vẫn là người một nhà. Võ Đình Hầu có tấm lòng bao dung, rộng lượng, khôn kiệt, thấy thật hổ thẹn. Chúng tôi còn chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, mong tướng quân nhận cho. Đại tư Mã khách sáo rồi. Nên mà. Vậy còn việc lập thế tử? Khoan đã, bị hai người làm cho rối cả lên, bản tướng còn phải suy nghĩ thêm đã. Còn nói là không tính toán, vẫn là người một nhà, nhưng lại không thể hiện thái độ rõ ràng. Ông ấy có ý gì chứ? Ông ta đang đợi giá cao, muốn mưu cầu lợi ích lớn hơn. Chúng ta bận rộn tối ngày, rồi lại để Ninh An có được cơ hội. Giờ nếu để ích giành được công đầu, thì chúng ta còn mặt mũi nào trước mặt bệ hạ, trước văn võ bá quan và trước bản dân thiên hạ? Đúng thế, nhưng giờ chúng ta vẫn phải xem sắc mặt của ông ấy để hành sự. Quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay thủ ích. Không ngờ hắn là một tay võ biển, vậy mà tâm địa lại thâm độc như vậy. Đúng thế, sau này chúng ta không thể xem nhẹ thủ ích. Đại tướng quân về rồi à? Nương nương, từ khi bệ hạ hạ chiếu triệu đại tướng quân về kinh, ngày nào nô tài cũng cử người canh chừng ngoài phủ tướng quân. Tối qua đại tướng quân đã về rồi. Người thật là có lòng. Thế sao đại tướng quân về mà không đến gặp bệ hạ? Đại tướng quân cáo bệnh không ra ngoài. Bệnh ư? Hoàng Anh, mau chuyển thái y đến phủ tướng quân khám bệnh. Nương nương, thật ra đại tướng quân không bệnh, mà là đang quan sát. Quan sát? Quan sát cái gì? Nương nương, hiện nay triều đình đang náo loạn về việc phế lập thế tử. Các đại thần cũng chia làm hai phe. Lúc đầu, thế lực bên phía tướng quốc tương đối lớn. Sau khi bị bệ hạ giáng chức một số người, thì thế lực bên phía khuông kiệt lại hùng mạnh hơn. Nương nương, thế lực hai bên như nước với lửa, đấu nhau đến sức đầu mẹ chán. Đại tướng quân biết lần này ông ta về nhất định sẽ bị cuốn vào trận đấu này. Đại tướng quân nắm giữ trọng binh, ý kiến của ông ấy sẽ rất quan trọng. Cho nên ông ta đang đợi giá. Nương nương anh minh, đại tướng quân ở nhà đợi người của hai phe đến cầu cạnh ông ấy, xem bên nào đưa ra điều kiện ưu đãi hơn, ông ấy sẽ đứng về phía bên đó. Ông ta cũng tinh danh thật. Vậy theo ngươi, giờ bản cung phải làm thế nào?
Nương nương, giờ đang là giây phút then chốt. Nương nương nên hạ mình đi cầu xin ông ấy. Được. Vì con trai Hy Khang của bản cung, bản cung sẽ đến phủ đại tướng quân một chuyến. Vâng. Ra gõ cửa. Vâng. Muộn vậy rồi, có việc gì không? Phiền thông báo một tiếng, chủ nhân của tôi có việc quan trọng muốn gặp đại tướng quân. Đại tướng quân không được khỏe, không tiếp khách. Khoan đã, chủ nhân của tôi là Vương hậu Tử Yên. Vậy thì đợi chút, tôi đi bẩm báo. Được. Võ Định Hầu đại tướng quân thủ ích, không biết Vương hậu giá lâm, tiếp giá chậm trễ, mong nương nương thứ tội. Bản cung bất ngờ đến thăm, đại tướng quân có tội gì chứ? Mau bình thân. Tạ ơn nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Mời nương nương. Đóng cửa, không tiếp ai cả. Vâng. Không biết nương nương đêm khuya ghé thăm có ý chỉ gì không? Các ngươi lui ra đi. Vâng. Nương nương, đại tướng quân, bản cung đến cầu xin ông. Vi thần đâu dám nhận chữ cầu xin của nương nương. Nương nương có việc gì, xin cứ sai bảo. Đại tướng quân, bản cung đến vì việc lập thế tử của Hy Khang. Thế ý của bệ hạ thế nào ạ? Bệ hạ đương nhiên muốn lập con trai mình làm thế tử. Vậy nếu tôi ủng hộ Hy Khang làm thế tử thì vợ chồng ta quyết không quên đại ân của tướng quân. Nương nương, Khôn Thành đất đai màu mỡ bạt ngàn, dân chúng thuần phác. Vi thần hy vọng sau này cởi giáp quy điền, có thể vì đó dưỡng lão. Bản cung có thể khởi tấu với bệ hạ ban tặng Khang Thành cho đại tướng quân. Một số con cháu trong gia tộc thủ ích cũng muốn được dốc sức vì triều đình. Con cháu của đại tướng quân, triều đình sẽ tuyển chọn những người tài giỏi. Nếu đại tướng quân có con nối dõi, nếu là con trai, 7 tuổi được phong hầu. Nếu là con gái, sẽ được gả cho con cháu vương thất. Đến lúc đó, chúng ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thủ ích nguyện ủng hộ An Lạc Hầu Hy Khang làm thế tử. Đà tạ đại tướng quân. Nương nương yên tâm, ngày mai lên triều, thủ ích thể chết ủng hộ Hy Khang điện hạ. Có tướng quân trợ giúp, mẹ con ta có thể yên tâm rồi. Làm ơn. Có tấu thì tấu, không có tấu thì bãi triều. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ lập An Lạc Hầu Hy Khang làm thế tử. Chúng thần đồng ý. Bệ hạ, việc này đã được nghị bàn nhiều lần. Việc này về tình, về lý đều không hợp lẽ. Khôn Kiệt đại nhân, tại sao đến giờ ông vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ? Lẽ nào ông muốn cả thiên hạ nhiếc móc mới chịu bỏ cuộc? Chẳng qua ta chỉ khẩn cầu bệ hạ lập con đẻ của mình làm thế tử. Thế có gì là sai? Thiên hạ tại sao lại nhiếc móc ta? Ta muốn hỏi tướng quốc. Ông luôn mồm nói một lòng với đất nước, vậy mà tìm mọi cách ngăn cản quyết định của bệ hạ.
ông có dụng ý gì, muốn dồn bệ hạ đến nước nào nữa đây? Văn võ bá quan đều sẽ không đồng ý với kiến nghị của ông đâu. Khắp thiên hạ sẽ đồng ý với kiến nghị của ta. Vậy ông hãy tự mình nghe đi. Tướng quốc đại nhân đúng là ngoan cố, cứng đầu. Khôn Kiệt, ở đây có rất nhiều người ủng hộ lập Hy Khang làm thế tử. Ông muốn bệ hạ thất tín với thiên hạ sao? Đủ rồi. Trên triều mà ầm ĩ như một cái chợ, cãi nhau ỏm tỏi, còn ra thể thống gì? Đại tướng quân, có thần. Việc lập thế tử, khanh có ý kiến gì không? Thần đồng ý lập Hy Khang làm thế tử. Thủ ích, thần thủ ích và các tướng sĩ biên quan thể chết ủng hộ An Lạc Hầu Hy Khang làm thế tử. Các vị đại thần, ai còn ý kiến khác? Nếu các đại thần đều không có ý kiến gì khác, vậy thì lập Hy Khang làm bệ hạ. Lúc bệ hạ đăng cơ đã từng thề không bao giờ thay đổi việc lập thế tử. Nay sao bệ hạ có thể nuốt lời? Bệ hạ thay đổi lật lọng như vậy, sau này sao có thể lấy được lòng tin của dân? Khanh, tướng quốc đại nhân, giờ đó là xu thế tất yếu. Ngài muốn chống đối lại tất cả mọi người sao? Lão Phu một lòng chung với nước, không hổ thẹn với lương tâm. Còn có một số người vì lợi ích cá nhân mà không coi ai ra gì, làm lung lay nền tảng xã tắc, xáo động lòng dân. Rốt cuộc các người có dụng ý gì? Đủ rồi. Lăng Triển, khanh đừng cậy mình là nguyên lão ba triều mà dám khi quân phạm thượng. Bệ hạ, nếu bệ hạ thay đổi thế tử, xin chém đầu vi thần trước. Đại tướng quân thủ ích công khai đồng ý việc thay đổi thế tử. Thái thượng vương, thái giám trực điện nói như vậy. Sao có thể như thế? Vậy tình hình trên điện hiện giờ thế nào? Em cũng không biết. Nghe nói mọi người tranh cãi quyết liệt, em không thể đến gần, nhưng đầu đất đã đến đó rồi. Thái thượng vương, xem ra vị trí thế tử của Thư Kiệt lành ít dữ nhiều. Nếu Thư Kiệt bị phế truất ngôi vị thế tử, thì Thư Kiệt và Tôn phu nhân sống trong hậu cung sẽ gặp nguy hiểm. Thái thượng vương, giờ quan trọng nhất là chúng ta phải bảo vệ tính mạng của Thư Kiệt. Tiền hiền, nhất định phải nghĩ cách cứu Thư Kiệt. Lăng Triển, khanh đừng ép quả nhân. Bệ hạ, không phải vi thần ép buộc bệ hạ, mà là bệ hạ đang ép Thái thượng vương và thế tử Thư Kiệt. Lăng Triển, nay cục diện đã định, ông đừng có ngăn cản nữa. Nếu không, không có kết cục tốt đẹp đâu. Thủ ích, ông là đồ gian tặc. Ông được nhận hậu ơn hai đời của Thái Thượng Vương và Tiên Vương, nay không nghĩ cách báo đáp, ngược lại vì lợi ích cá nhân mà làm lung lay nền tảng quốc gia. Ông có dụng ý gì hả? Đồ thất phu, không dám mắng tao. Đồ thất phu, ta phải giết ông. Cho dù hôm nay ông giết lão phu, lão phu cũng không đồng ý cho các người thay đổi thế tử đâu. Được, ta sẽ cho ông toại nguyện. Đại tướng quân, bệ hạ, dừng tay. Thủ ích, muốn giết cha ta, ta sẽ lấy mạng của ông trước.
Lăng Triển, Thủ Ích hỏi ông lần cuối, ông có đồng ý lập Hy Khang làm thế tử không? Chỉ cần lão phu còn sống, lão phu quyết không đồng ý thay đổi thế tử. Được, hôm nay ta sẽ thay mặt bệ hạ giết chết ông. Qua ải của ta trước đã. Qua đây. Dừng tay. Tham kiến Thái Thượng Vương. Các ái khanh, Bình Thân.